chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần Thì ngày hôm nay em sẽ cho anh chị thấy cái kết quả đầu tư của em về con C3 Em đầu tư 250 đô từ lúc em làm cái video clip cách đây một tháng trước Đây anh chị có thể thấy về con C3 Lúc đó em chia sẻ thì rất là nhiều người người ta không có tin và người ta vô người ta sàm sàm người ta comment là thằng này là mua coi rác rồi người ta là nói thằng này là thằng ngu thì sau đây kết quả từ 250 đô trong vòng một tháng thì giá trị từ 250 đô nó là bao nhiêu thì thực sự là em tính là đủ cái target 20.000 đô em sẽ rút nhưng mà bây giờ là hơn 16.000 rồi thì em sẽ rút ra 10.000 đô để cho anh chị thấy là cái kết quả đầu tư từ 250 đô của em Tại vì thực sự là đôi lúc là cái lòng tham của mình á anh chị Cái lòng tham của mình đôi lúc kiềm chế không được Nhưng mà đối với bản thân em Với số tiền 250 đô Bây giờ nó đã ra là 16.000 đô Thì nó cũng đủ để cho em cảm thấy hài lòng rồi Khoảng vài tháng trước thôi Em bắt đầu với một số vốn cực kỳ cực kỳ nhỏ thôi Em khi mà 3 tháng trước em bước vào thị trường Bắt đầu làm Youtube Em bắt đầu bước lại thị trường Thì em chỉ có 6 đô la Và tới thời điểm này Thì cái con số của em nó tăng rất là nhiều rồi Đó Và em sẽ rút ra 10.000 đô dạ. Em sẽ rút ra 10.000 đô anh chị Dạ đây Dạ 9.800 Bây giờ là như đây là quá đủ rồi từ con số 250 đô trong vòng một tháng kiếm được tính ra là gần 240 triệu chỉ cần một dự án thành công thôi anh chị có thể là đổi đời ở thị trường đầu tư tiền tử này thì hiện tại anh chị có thể thấy trước mặt màn hình anh chị là con Shiba đúng không ạ đây hai chín dạ ba luôn ạ giờ đây Em sẽ rút ra là 9927 đô. Rồi, siêu áp. Confirm. Nhiều đây là quá đủ để thay đổi cuộc sống của một cái người mà thật sự là có những người cả đời á, người ta chưa cầm được số tiền lớn như vậy luôn anh chị ạ. À. Nhưng mà thị trường đầu tư tiền điện tử này nó giúp người khác thay đổi chóng mặt luôn ạ. À. Em coi phí gà. Đợi xíu nó đang cập nhật cái ví á. Để em xem nó đang bị vấn đề gì. số tiền lớn quá nó không cho swap thì em sẽ thử lại ạ đây là 5.000 đô em sẽ swap thành hai lần rồi Anh chị thấy ở thị trường tiền tử này tiềm năng không ạ à? Từ một số tiền nhỏ mình có thể thay đổi được cả cuộc sống anh chị 3 tháng trước em bước vào thị trường này chỉ với 6 đô la thôi Và khi em chia sẻ cho những cái người người ta có tiền á Người ta đâu có tin về thị trường này đâu anh chị Người ta nói là em đi chém gió Người ta không có tin Nói em sẽ quá qua 5k rồi Và bây giờ em sẽ bắt đầu sự quá tiếp tại vì thanh khoản nó nó ít thì em mình phải làm từ từ không được gấp mình thanh khoản nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng về giá thanh khoản trên pancake rất là kém để em coi ạ mình phải hành khoản từ từ thì nó sẽ tốn rất là nhiều phí 15.000 thanh khoản như vậy thì sẽ mất rất là nhiều phí nên là phải cân nhắc lại cái số tiền vậy là nó chỉ thanh khoản được khoảng một ngàn năm trăm đô thôi anh chị ạ một ngàn đô thôi để em coi nó niêm yết trên cặp nào Uniswap Let's One in ETH À USDT Thì mình có thể là chuyển qua cặp USDT Để coi cái buôn thanh khoản 3.000 Dạ 3.000 thanh khoản được không Không Vậy là thanh khoản rất là kém anh chị mình phải thanh khoản từ từ nghìn năm trăm dạ à nhầm thanh khoản không có luôn anh chị ạ một ngàn đô mất bà nó trăm đô phí rồi 80 đô phí anh chị Nhưng mà không sao Khắng quá lớn rồi Như đây là đủ hài lòng với một cái người Mà không có gì cả Một người công nhân nếu mà bỏ ra 250 đô Để thay đổi cuộc sống thì thực sự Nó rất là tuyệt vời Anh chị thấy không em đang xả nó biến động về giá và nếu mà nó biến động về giá nhiều quá em sẽ làm sao em sẽ vô em mua lại với một mức giá tốt và em đã đủ để số tiền này để để em để em thay đổi cuộc sống rồi nên là không sao cả rồi là coi để coi em còn bao nhiêu tiền sao C3 còn trăm mấy vậy 366 2578 Ồ hai oh. 24 1 2 3 4 Wow Biến động về giá kinh khủng anh chị ạ Chết rồi lỗi gì đây ủa đâu thế nào biến động và kinh khủng vậy à em swap về mười một đô rồi dạ đây ạ à. để em thêm con chắc của usdt em xì quát về nhiều quá rồi ạ à. 11.000 đô rồi anh chị Vậy là còn bao nhiêu đây ta 3, 6, 6, 6, 2, 5, 7, 8 Wow Còn 124 đô à Ủa nãy giờ em xì quắp hết luôn anh chị <laughs> Không sao ạ à, Giá nó giảm em sẽ vô mua lại Và 11.000 đô đây anh chị ạ à. Và ở đây là 4.000 đô thì em sẽ bây giờ giá nó em đã đạp xuống rồi giá em đạp xuống rồi anh chị và em sẽ vô mua lại 4.000 đô nên chị thấy không ạ à, em còn 4.000 4.000 đô ạ à. và đây là 11.000 đô thì em sẽ mua lại 4.000 đô không sao cả cuộc sống mà anh chị hôm nay mình nghèo nhưng mà ngày mai mình sẽ thay đổi được cuộc sống em sẽ mua hai eth cái cảm giác anh chị khi mà mình kiếm được tiền á người ta sẽ tung hô mình còn khi mà mình nghèo á người ta coi thường mình lắm bởi vậy á mình phải thay đổi tư duy để làm sao mình có thể kiếm tiền thực sự những cái điều này em đã trải qua rồi vài tháng trước á em đi chia sẻ cái cơ hội này em nói là ừ anh ơi anh mua cái con coi này đi nó up trend á và anh chị sẽ kiếm được nhiều tiền mà không ai tin cả và người ta nói với em một câu á là biết trước thì đã giàu nhưng bây giờ người ta đang rất là hối hận và những bạn bè của em em nói vài năm trước rồi thị trường này nó tiềm năng lắm mọi người vô đây kiếm tiền đi nhưng mà tụi nó không tin và bây giờ tụi nó cũng đang chỉ biết là chảy nước miếng nhìn em kiếm tiền thôi Em đã từng có 3 năm em thất bại em trong đầu tư tiền điện tử này Nhưng mà chỉ cần một 2 tháng thôi Một cái cơ hội đúng thôi Nó thay đổi cả cuộc sống của em rồi Nên em không có sợ Và bây giờ đối với kinh nghiệm và kiến thức em có rồi Thì em chả sợ bất kỳ, cứ, bất cứ cái điều gì cả Đó Thực sự luôn anh chị Bây giờ nè em thắng quá lớn rồi Bỏ 250 đô Kiếm 14.000 đô anh chị ạ à. 15.000 đô và bây giờ em sẽ rút về ví của em Khi mà anh chị có tiền người ta sẽ tung hô anh chị Mà khi anh chị không có tiền người ta chả có anh chị là gì đâu Nên nhớ cuộc sống nó, nó là vậy Nha anh chị Mình cần thay đổi tư duy Thay đổi cuộc sống Thì người khác Người ta sẽ tung hô mình em sẽ rút về tài khoản của em cái tài khoản này chỉ là một trong những tài khoản của em gây dựng trong 3 tháng thôi còn rất là nhiều chưa cả những tài khoản quỹ em đang quản lý thực sự luôn một cái tài khoản nhỏ thôi nó làm gì anh chị làm cái gì mà trong thị trường nào từ 250 đô để có thể kiếm được vài chục ngàn đô Anh chị làm cái gì Thằng nào nói forex giỏi đâu Vô thị trường này kiếm đi 7FB9 Bảy 7FB9 Bảy tối đa luôn tiếp theo kiểm tra lại cho kỹ anh chị tiền bạc cuộc sống này nó bất công lắm khi anh chị có tiền nói cái đéo gì cũng đúng cả. mà anh chị không có tiền á thì tụi nó chả coi anh chị là gì đâu đây em chứng minh cho anh chị thấy là từ một số vốn nhỏ làm sao để mình kiếm được một số tiền lớn 7FB9 Rồi ok. Xác nhận anh chị. Rồi. Trong một tháng chờ anh chị làm gì từ 250 đô anh chị có thể là kiếm được như đây á là 250 triệu. 250 đô nó chỉ có vài triệu đồng thôi. Và bây giờ là kiếm được hơn 250 triệu. Thì anh chị thấy cái thị trường này nó như thế nào Đó là em chừa lại đây là 5k là cả trăm triệu rồi anh chị Đấy ạ. À. Cả trăm triệu nữa, Là anh chị nghĩ đi ạ. À. 350 triệu chỉ với con số 250 đô. Anh chị thấy sao ạ? À? Nó hấp dẫn không ạ? À? Thì cái bí kíp săn gem như thế nào á thì anh chị có thể là theo dõi kênh. Ngoài những cái đồng coi như vậy á thì sắp tới á sẽ có một cái con nó còn kinh khủng hơn vậy nữa em có làm video clip rồi đây ạ về sếp môn em chia sẻ bạn bè của em vô rất là nhiều và bây giờ họ đã ý ít tài khoản rồi và em ở việt nam này em là người đầu tiên chia sẻ rộng rãi con sếp môn này tới tất cả cộng đồng ở đầu tư tiền điện tử nè tất cả cộng đồng đã đầu tư con sếp môn này thực sự em chắc chắn với anh chị Việt Nam này con sếp mua này em là người chia sẻ đầu tiên rộng rãi ra cộng đồng Và sắp tới á nó sẽ giảm bớt vài số không nữa cho anh chị thấy là Con này nó cực kỳ đỉnh luôn Em không có siêu con này đâu Cơ hội đổi đời á với những người biết nắm bắt Còn những người á chỉ biết hoài nghi và đứng ở ngoài á Nói lên to lên tin á Thì chả bao giờ thay đổi được cuộc sống đâu Những cái người đó chỉ là những cái hằng đi ganh tị người khác thôi đây em cho anh chị thấy nè Khi mà em chia sẻ về con sếp môn nè Đây này Mấy cái hằng mà vô comment vậy nè 500 000 holder Mỗi ví chỉ 10 đô á Bây giờ nó đang tiếc đứt rồ kè Đó Đây à Đánh giá một cái dự án Nó không có đơn giản thôi Nè cẩn thận có nhiều coi chơi con này không biết tem nào đó ai cũng gọi rác đó thì tim nào đứng sau tim này mấy cái thằng này nó cũng biết cái đéo gì đâu vô đây á comment linh tinh những cái người nào mà lúc mà em up cái này nè vô á là đã ít gần ít 10 tài khoản rồi trời ơi những cái thằng ngáo ngáo này vô tối ngày chỉ biết comment linh tinh rồi khi mà em up clip lên á nhiều cái thằng vớ vẩn này này đâu à vô comment lên tinh nói thằng này chém gió Vô bình luận nói vớ vẩn, coi nhiều quá làm sao có giá trị Anh chị mua đi ít 10 tài khoản rồi Trời ơi Trong vòng mới có mấy ngày thôi em làm về con sếp mua này anh chị 4 ngày trước thôi, 14.000 view 14.000 người này nếu ai cũng mua bây giờ á Ít 10 tài khoản rồi Anh chị ạ à, Mình đầu tư trong thị trường này chỉ biết nắm bắt cơ hội thôi Rồi thì cái thông tin em chia sẻ vậy cách em chốt lời như thế nào anh chị có thể thấy rồi. Dạ tiền vô rồi anh chị. Dạ tiền vô rồi. Đây ạ. À, Complete nè. 11.000 đô ạ, à. anh chị thấy không ạ? À? Đây ạ, à, em đã rút thành công nè. Đó. Bằng chứng đây anh chị, em không có chém gió đâu. Như đây là đủ một cái người mà công nhân á thay đổi cuộc sống rồi. Cả đời người ta chưa chắc cầm được số tiền lớn như vậy luôn với mức đi làm công ăn lương Nhưng với thị trường này thay đổi được cuộc sống tất cả anh chị Thì hiện tại á Sắp tới em có triển khai một cái khóa học Dành cho những cái anh chị nào muốn Học đầu tư về thị trường tiền tử này Cách phân tích kỹ thuật Cách quản lý rủi ro Và cách đi săn gem Làm sao để với một số tiền ít Để mình có thể kiếm được tiền thì sắp tới em sẽ có một cái video clip và có cái form những anh chị nào mình muốn tham gia học cái khóa học á thì mình có thể là đăng ký vào cái form bên dưới và nhân viên đội ngũ của đầu tư tiền tử sẽ liên hệ trực tiếp với anh chị thì về số tiền của cái khóa học đó thì nó cũng có trong cái form đó thì nếu anh chị nào mình cảm thấy mình có kinh phí để đi học thì mình cũng nên đi học để làm sao Để giảm tối đa cái rủi ro ở thị trường này Không có bất kỳ cái kênh nào ở thị trường Việt Nam này Chia sẻ như em đâu ạ à. Em nói thẳng luôn Về cách quản lý vốn, cách như thế nào Tại vì em đã có 3 năm em trải nghiệm Em mất tiền đau đớn như thế nào Trải nghiệm thật luôn chị Không phải một thị trường Từ thị trường bất động sản Thị trường ngoại hối Và thị trường coi em đã mất tiền như thế nào Suốt 3 năm qua Công sức của em bây giờ đã được đền đáp Anh chị biết là Khi mà mình nghèo tới nỗi Mà không còn một xu trong túi luôn á 6 đô la đó em bắt đầu Tới thời điểm này con số đó Nó không Quá sức tưởng tượng của em rồi Chỉ một điều đơn giản thôi Là trong suốt 3 năm đó Em không ngừng trau dồi cái kiến thức của em Đó Thực sự luôn anh chị Thì nếu anh chị nào mình cảm thấy Mình cần trao dồi kiến thức Mình cần đi học để mình kiếm được tiền Thì có thể là đăng cái cái khoa học sắp tới của em Em để ở trên kênh Rồi video của em tới đây là hết Xin chào và tạm biệt anh chị Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau